Michael Owen chỉ ra hai ứng viên vô địch Champions League. Cựu tiền đạo tuyển Anh Michael Owen tin rằng Liverpool hoặc Manchester City sẽ vô địch Champions League mùa này. GD NTD. Cựu tiền đạo tuyển Anh Michael Owen tin rằng Liverpool hoặc Manchester City sẽ vô địch Champions League mùa này. Theo kết quả mới nhất, Liverpool và Bayern Munich là hai đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Bayern Munich hạ Sanbert 7-1 trên sân nhà, còn Liverpool thua Inter Milan 0-1. Chung cuộc, Bayern Munich thắng Sanbert 8-2 sau 2 lượt trận. Còn Liverpool cũng theo chân Bayern vào tứ kết khi đánh bại Inter Milan 2-1 sau 2 trận đi về. 3 giờ rạng sáng mai, ngày 10 tháng 3, lượt về vòng 1/8 Champions League tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu Manchester City Sporting và Real Madrid PSG. Man City nhiều khả năng sẽ trở thành cái tên thứ ba vào tứ kết bởi họ đã đánh bại Sporting 5-0 ở lượt đi vòng 1/8. Trận lượt về trên sân Etihad chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Cựu tiền đạo tuyển Anh Michael Owen tin rằng Liverpool hoặc Manchester City sẽ vô địch Champions League mùa này. Owen nói với Liverpool Echo, tôi coi Champions League mùa này là của Liverpool hay Manchester City. Nhiều người đánh giá cao Chelsea, PSG hay Bayern Munich, nhưng tôi nghĩ đội bóng của Klopp và Pep Guardiola mới là những người được đánh giá cao nhất. Man City và Liverpool là hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào lúc này và tôi không thể thấy bất kỳ đội nào khác có thể vượt qua. Tôi đã xem hầu như tất cả các trận ở Champions League mùa này, rõ ràng Liverpool và Man City là những đội bóng có những màn trình diễn thuyết phục nhất. Man City đang tìm lại được phong độ hủy diệt. Ngoài trận thua tai nạn trước Tottenham thì họ thường đè bẹp các đối thủ. Minh chứng là 8 trận gần nhất, có một nửa số trận họ ghi từ 4 bàn trở lên. Và chính Sporting Lisbon cũng là một trong những nạn nhân phải nếm chịu sự tàn phá này khi thảm bại 0-5 ngay trên sân nhà cách đây không lâu. Đây là trận lượt đi vòng knock-out có chênh lệch lớn nhất trong lịch sử Champions League. Với cách biệt này, coi như hy vọng đi tiếp của đại diện Bồ Đào Nha hầu như không còn, họ chỉ còn hy vọng giành một kết quả an ủi trong chuyến hành quân đến nước Anh. Tại giải ngoại hạng Anh, Man City đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng, hơn Liverpool 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.